เดินมาลั่นเออเนี่ยครับล่างเนี่ยไปก่อนเติร์ดเติร์ดดึงก็จะวึ้งละไปcác bạn thấy không, những cỗ quan tài lớn bé đều có mà lại nằm ở trong một cái vách như thế này các bạn. Bắt đầu lên và tiếp cận hàng ma hàng quan tài các bạn là phải quay lại chui lại cái lỗ này. Các bạn mà đi cả ngàn bậc thang thì các bạn cũng cảm giác nó mệt như thế nào, không chi là leo núi. Mỗi cái đầu tiên cho bọn mình là thì nó được thuận lợi hơn một tí thôi. Chứ leo bậc thang nhiều cũng mệt lắm các bạn. Ngồi xuống cái đứng lên không nổi rồi. Bây giờ đi thôi. Cứ từ từ đi. Ồ, cao nhỉ. Cái này vừa đi vừa không vừa thở luôn này. Do có rất nhiều, chắc là có nhiều du khách tới đây các bạn, cho nên là đã được chính quyền địa phương, quận huyện gì đó làm những được bậc thang này để cho mọi người lên đi cho nó tiện. Nhưng mình giờ mình đi rồi, hai cái chân mình nó trùng xuống. Chinh phục. Rất khó đi các bạn. Mặc dù có cầu thang rồi nhưng mà vẫn là đi cũng hơi khó khăn một chút. Bởi vì cái độ thẳng đứng của nó đấy các bạn. Nên không thể nào mà cô phải đi trước, cô mở đường cho bọn mình. Lâu ngày không có người đi đúng không cô nhỉ? Ngồi đây nghỉ xíu đi, chờ cô phát. Có người đi mở đường cho bọn mình đấy mọi người. Bên này này. Được xuống thì nó khỏe hơn. Cái vấn đề là bọn mình không mang theo nước các bạn. Tí nó chặt mấy cái chuối nó uống nước này. Mùng ngứa. Mùng ngứa đó, ăn vào là chết ạ. Thế này. Này cái gì đây? Các bạn thấy cái độ dốc nó ghê không? Trên này có cách nào để không có nước không cô? Nước đây coi. Nước uống á? Có cách nào để làm ra nước uống không cô? Đoạn này em không làm được, các con lên đi. Ừ vậy là còn xa không cô? Ô, trái này trái gì đó cô nhỉ? À? Trái gì đấy? Ngứa hả? Trên tới đây là quang hả cô? Ừ, lên đây là quang rồi, không phải xa. Cô về cô chờ chỗ có cái bế của cô đứng đây nè. Đi chỗ cô khách là đánh lạc đây nhá. Cô đi nghỉ xíu đi. Cô sang thuyền cho các con. Dạ, cô cứ... Bơ là đuối. Đi, cô mang sạch bít đi mà uống. Cứ kêu cầu thang dễ đi, đuối. Đây, trước lâu về. Bây giờ bọn mình tiếp tục các bạn. Không còn xa nữa thì bọn mình sẽ tới được cái hang quan tài. Mình sẽ đi trước để tiên phong mở đường. Những cái tảng đá này
dựng đứng được các bạn. Cái này nếu người ta chỉ chắt hồ vào thôi chứ đâu thêm được cái gì đâu các bạn. Nhưng mà nó cũng dễ đi hơn. Chỗ nào khó đi thì người ta cũng đã có xử lý qua thì nó cũng sẽ dễ đi hơn được một tí. Mệt, mày có không nói chuyện được. Chứ mà cứ dừng vậy là hơi lâu đấy. Lúc lên thì nó khỏe mệt hơn, nhưng mà lúc xuống có khả năng là sẽ sức khỏe hơn đó. Mình sẽ tiếp tục hành trình. Trên này là do người ta lên người ta làm á, cho nên người ta cũng bỏ những cái tấm bạt vô. Chưa, nó dựng đứng như thế này đi bảo sao không mệt. Vừa đi vừa nghỉ, mệt đến đâu nghỉ đến đó. Càng đi càng thấy cao các bạn. Lên đây là chân hai cái chân tù luôn. Những bậc chân càng cao. Chúng ta xây theo địa hình mà. Phần linh do đeo một cái máy bay, một cái bộ máy quay hơi rõ, hơi to cho nên đi hồi. Đi không nổi. Đỡ hơn tay à? Hả? Mệt quá. Các bạn thấy YouTuber đâu phải sung sướng đâu. Để mà kiếm được một cái video, một cái clip để quay và chia sẻ đến mọi người thì mất khá nhiều là công sức, nhưng mà được mọi người ủng hộ thì cũng rất là vui các bạn. Mặc dù mệt một tí hay là vất vả một tí, nhưng mà được các cô chú các anh chị cùng các bạn ủng hộ thì còn gì là vui hơn. Mọi người xem video nhớ đăng ký kênh của mình nhé, đăng ký để giúp mình nhanh đạt được 1 triệu người đăng ký để nhận nút vàng của YouTube. Phấn đấu trong năm nay mình sẽ đạt được 1 triệu sub, cho nên là rất mong được sự giúp đỡ và ủng hộ từ các bạn. Mệt quá, thực sự là mình leo được mấy bậc là mình đuối, không thể nào mà thở không ra hơi luôn, trong khi bọn mình không có chuẩn bị nước các bạn, mất nước khá là nhiều, cho nên là sẽ có khi nào xỉu ở trên này luôn không? Các bạn nhìn thấy cái đường đi xuống này, nó dốc thăm thẳm luôn. Khá là vất vả các bạn, các bạn thấy những cái đoạn đường nó khó đi như thế này, dốc đứng như thế này, nhưng mà không hiểu lý do vì sao hoặc là bằng cách nào mà những người ngày xưa có thể đưa được những cỗ quan tài nặng cả mấy trăm ký để đưa lên cái vách núi như thế này, mà không phải là một cái các bạn, có rất nhiều cái, nó tới cả 100 cái lận các bạn, trong khi chưa tính những cái mà nó bị mục, bị nát. Cũng còn khá xa để đến nơi các bạn. Mệt quá. Mình cố gắng để chinh phục. Cũng sắp tới rồi các bạn. Cái gốc cây này nhìn giống y ra một con rồng các bạn, đang phi thẳng ra ngoài kia này. Nhức đập một con lã này. Các bạn thấy không? Cái gốc cây này. Đây là đuôi của con rồng, đây cái đầu của con rồng này. Như một hình con rồng. Ủa sao đây là đường cụt ta? Phải trèo lên trên đây này các bạn.
chỗ này là rất là khó trèo nha các bạn. Chiến qua cái khúc này nữa là bọn mình tới nơi rồi. Bây giờ phải trèo cái lối này là cũng hơi căng này. Bây giờ bọn mình phải vượt qua cái chỗ này các bạn. Cố gắng vượt qua được cái chỗ này thì mới tới nơi được. Chỗ này thì do là dốc quá thì không có thể xây bậc thang được các nhau ạ. Vào trong mới thấy nó bự. Để mà lên được cái cửa hang bọn mình phải vượt qua được cái khúc này các bạn. Lên 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 đi. Nối đuôi nhau lên. Lên đây là hết rồi, là gần tới rồi các bạn. Các phật thủ của chúng ta đang phải hỗ trợ nhau để đi lên. Trong ánh vlog cô Lê của chú VN Mai Linh kết nối 365. Đây là vào đến cửa hang rồi các bạn. Cái vấn đề là đi hướng nào đây này các bạn. Định hướng rồi. Nè, cho tay ra. Từ nó nằm ở trên hướng này này nhưng không biết đi hướng này hướng này. Nó nằm bên hướng này này. Lên lên lên. Cẩn thận nha, cẩn thận từng bước đi nha. Lên 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 lên. Trên này là nó là một cái dốc thẳng đứng luôn các bạn. Bên này có hang này chứ? Không, yeah. Không phải cái đó. Nằm bên góc bên này đúng rồi. Nước chảy rồi hả? Nước không? Chiều từng giọt thôi à? Mình tạo cái hố, nó chảy vô giọt, lát mình uống. Đúng rồi, nó đó. Trên đó đó. Cái hố nhỏ lắm. Cứ lên đi, lên đi. Căn bản mình chưa định hình được cái hang nó nằm hướng nào các bạn. Để bọn mình leo lên đó. Chỗ này là dốc rất là thẳng đứng cho nên là phải bám cho chắc. Theo mình nghĩ là nằm trên này thôi. Có cái hàng đó trên đó phải không? Cũng khả năng là để lên trước. Tôi nên leo lên đó. Đứng im nha. Cẩn thận. Đây, đưa đây, máy đây. Hỗ trợ nhau nha, hỗ trợ nhau nha. Đúng không ạ? Bây giờ mình đang dựa lên một cái cây. Cái này chỉ cần sơ sẩy một cái là có vẻ là khá là nguy hiểm. Đây, theo như mình nghĩ là nó hướng này đây. Ây da. Ồ. Chắc lối này đây các bạn. Bên này hay bên kia? Hay như mình nghĩ là bên này này. Đứng ở đây nhìn xuống dưới các bạn. Hay phải đi vào hướng này. Theo như mình biết là đúng là hướng này. Để mà qua được cái chỗ này phải cầm cái máy á. Đấy, mà mình phải leo trèo không có chỗ bím này các bạn. Cho nên nó rất khó. Bật lên đúng cái cây. Phải leo còn rất chỉ nhiều chỗ nữa. Khá chi là khó đi các bạn. Đây, tới rồi, tới rồi. Tới cửa hang rồi. Mà mình đã đi đúng hướng rồi các bạn. Lần nãy mình có xin ở dưới rồi cho nên mà mình đi đúng hướng rồi. Để mà qua được cái hang này phải vượt qua đây nữa các bạn. Mà không hiểu lý do vì sao người ta có thể đưa được lên đây. Đó. Các bạn thấy những cái miếng quan tài kìa. Thấy rồi thôi. Để từ từ mình lên tận nơi đó. Không thể nào mà cầm. Chỗ này khó leo lắm.
Thế mà vào được cái chỗ này khó leo lắm các bạn. Ui, ngồi lên trên và lăn. Ở đây hả? Cửa hang này hả? Đây, đây các bạn. Từ 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 đứng cho vững đã. Đây, các bạn thấy không? Những cỗ quan tài lớn bé đều có, mà lại nằm ở trong một cái vách như thế này các bạn. Thì không hiểu là đưa lên được như thế nào. Được bám bụi cây lắm rồi gãy. Mở lên cửa hang đã thấy quan tài rồi. Đây các bạn, rất chi là nhiều quan tài. Mà đâu đó vẫn còn là, các bạn thấy những cái mục ấy, cái đó là do những cái gỗ này nó mục nát ra xong bắt đầu nó mới tạo ra thành những cái. Đấy, các bạn thấy không? Không phải là một cỗ quan tài, hai cỗ quan tài. Đây là người ta đẽo theo, hoàn toàn theo những cái hình thù như thế này các bạn. Hoặc là cái con gì ở ngay cái đầu á. Đi vào để thắp nhang đó. Bây giờ đi vào, bọn mình đi vào thắp nhang đi, xong mình sẽ quay về. Này các bạn thấy không? Này. Người ta gác các bạn, thường thường là người ta gác những cái cây ngang như vậy này, xong người ta đặt quan tài lên. Đặt gác quan tài lên trên kia rồi. Nó có 3-4 tầng nữa các bạn. Không những là 3-4 tầng mà nó còn có rất nhiều những cái ngóc, ngóc ngách khác nhau. Để ý nha, để ý có cái gì không nha. Đây. Thấy các bạn. Trên cái lỗ này đang còn nữa này các bạn. Mang 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 lên đây, rời các bạn. Rời. Đi vô đây để thắp nhang nào, cầm cầm nhang vào đây. Bật hộp kẹt lên, thắp vào đây được rồi. Đốt đốt nhang này. Bạn thấy những cái cỗ quan tài lớn có, bé có này, loại to lại có này, lại vừa có này. Rồi các những cái gối quan tài, nó có 3 bậc nha các bạn. Dưới này là một tầng này, trên kia là một tầng và trên kia nữa là một tầng. Đó. Thì hôm nay mình tới để mình xin phép, được phép vào đây quay. Có cả rơi. Rơi nó còn rơi, hai này còn sâu đúng không? Ô này mới ô bên này này. Hai ô. Đây là có những thứ bậc ở trên. Trên kia có rơi, có 3 tầng. Tốt trên kia là cái tầng thứ 3. Tầng cao nhất. Đây là tầng cao nhất. Trong cái hang nó có nhiều không? Không không, trước anh có bảo rồi, không có gì. Phải là mỗi bên này có hang có này. Bên này là cái bậc thứ 2, ngay bên cạnh dưới. Đây họ sẽ xếp thành 3 lớp. Này ngày xưa người ta toàn xài nêm không? Có xài đinh chứ không hả mình? Ở 300 năm rồi họ... Xài nêm. Đéo cái nêm nó đóng luôn. Cái này là nguyên bộ luôn. Cái này là còn nguyên, chắc kiểu mới họ mới bật ra. Thì vô con, có đồng chắc là con mới. Cắm vào đây đi. Cái này là hoàn toàn các cái đất mà của những cái cây nó mục ra các bạn. Cái này này. Hay là những cái mủn cưa. Những cái mủn mà trước tiên mà mình vô, bọn mình phải xin phép trước các bạn. Xin phép trước rồi sau đó bọn mình mới quay. Trên này đang còn một lỗ này, trong này cũng rất nhiều quan tài trong này các bạn.
đó, trên cái lỗ này này, người ta đưa vào trong đó được hay lắm. Cầm máy cho Khánh nha. Cái cửa này bạn, cái cửa này có thể nhìn ra được tứ phía luôn, nhìn về là các cái đỉnh núi bên kia. Đó. Bây giờ mình sẽ lên trên cái này trước này bạn, mình sẽ leo lên cái này trước để cho mọi người coi những cái cỗ quan tài này được đẽo như này, đẽo lấy hết tất cả những cái lõi ra và sau đó làm thành nhà. Cầm dù mình leo lên cái này cái này. Bỏ đấy đi. Ừ. Leo lên cái chỗ này trước. Chỗ này nó còn một cái nguyên một cái hang ở trong này, nó có quan tài trong nữa các bạn. Mình sẽ leo lên trên đây. Ừ. Ồ. Trên đây nữa này, trên này nó còn một cái động lớn này. Đưa máy đi. Cầm ngứa lên không cầm. Đây, đây các bạn. Không biết trong này có cái gì không thì mình hô. Hay, mà không biết là người xưa làm sao mà đưa được những cỗ quan tài lên trên đây các bạn. Rơi đậu trên nóc nhà rất chi nhiều. Hả? Đi hết luôn. Đây, bây giờ mình sẽ đi vô đây để cho mọi người xem những cái cỗ quan tài ở trong đây. Nó hơi khó tí các bạn, leo lên hay leo xuống hơi khó tí. Ô, trên này có tổ ong các bà con ơi. Ong này nó cắn không? Ông bà bổ vẽ. Ông này hình ông bổ vẽ. Ông vàng vàng á. Ông vàng ông bà đi được đi tránh ra, không đi khác rồi. Mình che cái đèn đi. Cũng có rất nhiều quan tài chỗ này nha, ở trong cái lỗ kia cũng đã còn rất nhiều những cái quan tài trong các bạn mà được đẽo bằng thành những hình thù như này này. Mình sẽ đi xuống đây, không biết có đi được không, để mình đi thử xem mình có xuống nổi không các bạn. Trên cái lỗ này đang còn này. Mình thấy trong kia có cái gì nó lao đầu ra. Trong này toàn bộ đều là quan tài cả các bạn. Này là cái lỗ này đó các bạn, là do người ta vào đây người ta đào. Người ta xem có của cải hay không các bạn. Người ta đào cái đường này là có thể nhìn ra được ngoài bên kia thôi, nhìn ra được bốn bên. Thì mình sẽ đi qua đây cho mọi người coi đó, các bạn đứng đây các bạn có thể quan sát được ở bên ngoài toàn bộ. Không biết vì sao mà người xưa người ta có thể đã làm ra được những cái quan tài như thế này các bạn, trong khi là không có bất cứ một cái dụng cụ nào bằng sắt hay bằng cái gì đó. Để mình xem xung quanh đây xem có cái gì không. Trên mấy cái hốc này này các bạn,
Cẩn thận có tổ ong ngay ở cửa vào á. Ừ. Tổ ong bên tay trái thấy không? Nếu mình tìm kỹ thì có khả năng mình sẽ vỡ được cái gì đó. Những cái gỗ này vẫn còn khá cứng các bạn, mình đứng lên vẫn không thể đông đậy gì. Để mình tìm xem còn cái dấu tích gì không các bạn. Đây này. Tìm xem còn dấu tích gì không. Đây, các bạn thấy như không? Đầu gỗ người ta đục thành lỗ như thế này, người ta khoét lỗ. Trên kia có tổ ong rồi. Trong này ong nó đậu rất nhiều không biết bạn. Trên kia mình thấy cái cây nó thòi đầu ra, nhìn nó có mũi tên rồi mình sợ sợ. Này các bạn, trong cái động này, ui, các bạn ơi, này trong này này, trong này còn nhiều lắm. Này dưới cái hang này này. Dưới này, dưới cái hang này đang còn khoảng mấy trăm cái này các bạn. Để xuống dưới đây là cũng cả một vấn đề các bạn. Các bạn thấy không? Dưới này còn nhiều lắm. Mình ngó xem ở đây xem có còn cái gì, xem có xương hay có gì không các bạn. Hay này, cái vấn đề làm sao xuống dưới đây này. Mình thử leo xuống thôi. Có cách nào để mình xuống không? Để nhảy xuống hả? Không, bước vào cái miếng ván đấy bạn, miếng ván bên này này. Bước được. Ở đó đúng rồi. Bây giờ làm sao để xuống được dưới đây này? Vấn đề là dưới này này. Cái đường này có